Trong video này mình sẽ ứng dụng mô hình linear regression trong một ví dụ cụ thể. Trước hết mình sẽ mô phỏng thuật toán mà không sử dụng thư viện. Sau đó mình sẽ kiểm tra lại bằng cách sử dụng thư viện Scikit-learn. Trong thực tế thì các bạn được khuyến khích nên sử dụng thư viện. Tuy nhiên trong quá trình học mình khuyến khích các bạn tự implement để hiểu rõ bản chất của vấn đề. Song song với việc mô phỏng linear regression, mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn các bước để thực hiện một machine learning pipeline. Cái Machine Learning Pipeline này là quy trình chung để giải quyết bất kỳ một bài toán nào liên quan đến Machine Learning. Nó bao gồm 7 bước sau. Loading Data, Inspecting Data, hay còn gọi là quan sát dữ liệu. Pre-processing, tiền xử lý. Feature Creation or Feature Selection. Hiểu nôm na là chúng ta sẽ chọn ra những cái không gian dữ liệu đầu vào phù hợp cho bài toán Machine Learning. Bước 5, xây dựng mô hình. Bước 6, xử lý dữ liệu, test. Bước 7, prediction. Bước 8 là đánh giá kết quả. Thì dữ liệu trong bài toán này được tìm thấy ở mục Data. Dữ liệu bao gồm các thông số đo liên quan đến sự phát triển tế bào ở cây thông Scott, được theo dõi tại xã Wachau ở Pháp. Mỗi hàng tương ứng với một dữ liệu của một tuần. Các thuộc tính bao gồm số thứ tự của tuần, cột 1, nhiệt độ trung bình, cột 2 và độ ẩm đất trong tuần đó, cột 3. Cột cuối cùng thể hiện số lượng tế bào mới đo được trong tuần đó. Việc đếm các tế bào được thực hiện một cách thủ công từ các mô cây vài lần một tuần bằng cách sử dụng kính hiển vi. Do đó sẽ tiết kiệm thời gian và công sức nếu xây dựng được một mô hình học máy có khả năng ước tính sự tăng trưởng của tế bào với các thông số lấy được từ các phép đo môi trường mà không cần phải trích dẫn mẫu thủ công. Hơn nữa, mô hình có thể được phân tích để hiểu rõ hơn về các nhân tố giúp tăng trưởng tế bào. Trong video này, chúng ta sẽ dựng một mô hình như vậy. Đầu tiên là load dữ liệu. Như các bạn đã thấy là nó bao gồm phần train, phần test. Sau đó ta tiến hành tách các thuộc tính đầu vào riêng và nhãn output riêng. Tiếp theo là inspecting data, quan sát dữ liệu. Bước này giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan về dữ liệu trước khi đưa ra một cách giải quyết tương ứng. Ở đây mình sẽ vẽ biểu đồ histogram của hai thuộc tính nhiệt độ và độ ẩm. Chúng ta có thể thấy là số lượng tế bào lớn nhất ở nhiệt độ 6 và nhiệt độ 14. Đồng thời cũng cao nhất ở độ ẩm 0,1 và 0,2. Chúng ta cũng có thể có được hình vẽ liên hệ ám chỉ sự liên hệ giữa nhiệt độ và độ ẩm. Mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ ẩm bạn có thể thấy là một đường tuyến tính. Nhiệt độ càng cao thì độ ẩm càng lớn. Biểu đồ tiếp theo thể hiện sự tương quan giữa số tuần và số lượng tế bào. Chúng ta có thể thấy rằng mùa tăng trưởng bắt đầu như thế nào vào khoảng tuần thứ 12 trong năm và cao điểm nhất vào các tháng hè và ngừng trong các tháng ở cuối năm. Bước tiếp theo là tiền xử lý. Tiền xử lý là một bước cơ bản khi triển khai Machine Learning Pipeline. Nó có thể liên quan đến việc làm sạch dữ liệu, xử lý các giá trị dữ liệu bị thiếu, loại bỏ các ngoại lệ, giảm số chiều và Feature Engineering. Bước Feature Engineering này mình sẽ nói ở phần sau. Hiểu nôm na là chúng ta sẽ lựa chọn những cái thuộc tính nào quan trọng nhất trước khi đưa vào bài toán. Thông thường các bước tiền xử lý được tiến hành sau quá trình quan sát dữ liệu, Inspecting Data. Ví dụ như trong đồ thị biểu diễn mối tương quan giữa số tuần quan sát và số lượng tế bào tăng trưởng, có một ngoại lệ ở điểm 45,8 thay vì 45,0. Ở đây, trong trường hợp này ta nên xóa điểm ngoại lệ này để tránh gây nhiễu cho mô hình cần xây dựng. Và đây là các bước mình thực hiện để xóa điểm ngoại lệ. Sau khi xóa xong thì các bạn sẽ có một biểu đồ mới thể hiện sự phát triển của tế bào theo tuần sau khi đã tiền xử lý. Ở bước quan sát dữ liệu, các bạn có thể thấy rằng các thông số của thuộc tính tồn tại ở các phạm vi về độ lớn khác nhau. Ví dụ như là nhiệt độ thì có giải giá trị nằm từ -5 đến 20. Trong khi đó, độ ẩm thì có giải giá trị nằm từ 0,1 đến 1. Thế giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ tiến hành standardization hay còn gọi là chuẩn hóa. Chúng ta chuẩn hóa từng thuộc tính sao cho chúng có min bằng 0 và standard deviation bằng 1. Khi đó mỗi thuộc tính của dữ liệu sẽ được cân nhắc như nhau. Và đây là các bước để mình thực hiện
Standardization. Ok. Bước tiếp theo là feature creation. Sau khi đã quan sát ở hình 5, mục 3, chúng ta có thể thấy là sự phát triển của tế bào theo tuần không phải là một đường tính, mà nó có dạng gần giống với một đa thức bậc 2. Chính vì thế chúng ta sẽ tạo ra một không gian mới để phù hợp với mô hình polynomial regression. Các bạn chú ý là polynomial regression ấy chỉ đơn giản là một dạng của linear regression, trong đó các biến độc lập các bậc cao hơn. Thì mình sẽ tạo ra một cái không gian mới này bằng hàm poly x ở dưới đây. Trong đó x đại diện cho dữ liệu đầu vào ở dạng phi tuyến và degree ám chỉ bậc của đa thức. Giá trị trả về là dữ liệu đầu vào ở một không gian mới phù hợp hơn với mô hình tuyến tính cần xây dựng. Hàm column stack ở đây được sử dụng để thêm x0 vector cột đơn vị vào dữ liệu đầu vào mới để thuận tiện hơn cho việc tính toán. Các bạn xem lại slide để có thêm thông tin chi tiết hơn. Thì toàn bộ những cái hàm này mình sử dụng công thức đã được chứng minh trong slide. Tiếp theo ấy, là bước xây dựng mô hình. Như ta đã biết là đầu ra dự đoán có dạng liên tục, vậy nên chúng ta có thể chắc chắn rằng bài toán này thuộc về regression problem. Thì hệ số V kép trong linear regression sẽ được tính bằng công thức sau. Again là đã được chứng minh trong slide. Và đây là cách mình thực hiện ở trên Python. Bước 6, process test data. Chúng ta đã có một mô hình có thể cung cấp được các dự đoán được đưa ra với các số đo về độ ẩm và nhiệt độ mới trong các tuần tiếp theo. Nhưng mà trước khi triển khai một mô hình, chúng ta nên thử nghiệm để biết nó hữu ích như thế nào. Nhưng để kiểm tra mô hình, trước tiên chúng ta phải lấy và xử lý dữ liệu thử nghiệm. Lưu ý rằng tất cả các bước đã xử lý trên dữ liệu trên sẽ phải được thực hiện tương tự với dữ liệu test, bao gồm standardization, feature creation, reprocessing, v.v. Các nhãn của các dữ liệu test sẽ được tách riêng ra và đồng thời không được sử dụng trong bất kỳ bước nào ngoại trừ việc đánh giá mô hình. Ok, đây là các bước mà mình xử lý với test data. Sau khi đã thực hiện xong việc process test data, chúng ta sẽ tiến hành prediction rất đơn giản, áp dụng công thức. Bước cuối cùng, đánh giá kết quả. Ở bước này, chúng ta sẽ sử dụng mean square error để đánh giá sai số. Các bạn có thể thấy rằng mean square error có công thức gần giống với hàm mất mát mà chúng ta đã thấy trong slide. Chỉ khác là chúng ta chia trung bình cho số lượng điểm dữ liệu đầu vào thôi ạ. Mean square error baseline. Cái mean square error baseline này chúng ta sẽ sử dụng để xem cái mô hình của chúng ta khi nào bị overfit. Công thức nó chỉ khác ở chỗ là chúng ta thay cái dữ liệu dự đoán bằng cái dữ liệu dự đoán trung bình. Thì cái function mà mình sử dụng ứng với công thức ở đây có dạng như thế này. Sau khi viết xong function thì mình có thể tính được cái mean square error. Các bạn sẽ thấy là kết quả thu được là 0.51. Khá là khả quan. Đồng thời chúng ta có thể vẽ các đồ thị thể hiện sự chênh lệch giữa kết quả dự đoán và kết quả thu được trên thực tế. Mặc dù chúng ta đã có kết quả tương đối khả quan bằng việc sử dụng hàm đa thức bậc 2 để tạo ra một không gian dữ liệu mới trong việc xây dựng mô hình, chúng ta hoàn toàn có thể thử nghiệm với các đa thức bậc khác lớn hơn để so sánh. Thì đây là các bước để mình thực hiện với các đa thức bậc cao hơn. Thì trên dữ liệu thử nghiệm chúng ta sẽ thấy rằng việc sử dụng đa thức bậc cao hơn sẽ cho kết quả tốt hơn, như là các bạn có thể thấy ở hình vẽ sau. Đây, hình vẽ này. Kết quả tốt nhất khi chúng ta sử dụng đa thức bậc 4 và sử dụng đa thức với bậc lớn hơn 5 sẽ gây ra hiện tượng overfitting. Nên chúng ta có thể thấy là cái hàm MSE, mean square errors, và hàm mean square errors baseline khác nhau từ khi chúng ta sử dụng đa thức bậc 5. Ok. Trong phần tiếp theo thì mình sẽ tiến hành kiểm nghiệm lại mô hình bằng cách sử dụng thư viện scikit-learn. Thì các bước tiến hành nó cũng tương tự, bao gồm là preprocessing, standardization, feature creation, training, vân vân. Chỉ có khác một điều là trong trường hợp này các bạn đã có sẵn hàm thư viện trong thư viện để sử dụng. Ví dụ như là standard scaler dùng để chuẩn hóa.
và Polynomial Features dùng để map dữ liệu ban đầu vào một dữ liệu ở không gian mới sao cho phù hợp với mô hình tuyến tính cần xây dựng. Chúng ta cũng tiến hành tính cái mean square error, đồng thời vẽ được đồ thị so sánh kết quả dự đoán và kết quả thu được trên thực tế. Các bạn có thể thấy là kết quả thu được giống hệt với những gì mình đã làm ở phần trước, như là mean square error bằng 0.51, tương tự, đúng không ạ? Và đồ thị so sánh kết quả dự đoán và kết quả thu được trên thực tế theo tuần cũng tương tự như ở đây. Ok, thảo luận. Thế thì những bài toán nào có thể được giải quyết bằng linear regression? Thì câu trả lời là tất cả các bài toán có phương trình biểu diễn như sau. Với IH là tuyến tính theo V kép đều có thể được giải quyết bằng linear regression. Ví dụ như chúng ta có hai trường hợp như thế này. Thì cách giải quyết là chúng ta chỉ cần xây dựng một không gian dữ liệu đầu vào mới. Sau đó áp dụng linear regression với dữ liệu đầu vào mới này. Các hạn chế của mô hình linear regression. Hạn chế đầu tiên là nó rất nhạy cảm với nhiễu. Chỉ cần một điểm dữ liệu bị nhiễu thôi là chúng ta có thể sai số lớn hơn rất nhiều rồi. Chính vì thế chúng ta phải tiền xử lý để loại bỏ nhiễu như mình đã làm ở bước trên. Đây. Nếu như các bạn vẫn còn nhớ. Đây, mình thực hiện xóa nhiễu ở bước này. Đúng không ạ? Một vấn đề nữa là làm thế nào để chúng ta có thể biết được phương trình biểu diễn nào phù hợp với mô hình tuyến tính? Liệu nó là dạng này hay dạng này? Tất nhiên các bạn có thể đoán sơ qua thông qua bước quan sát dữ liệu, nhưng trên thực tế thì điều này khá là khó khi dữ liệu đầu vào có dạng phức tạp hơn.